án trọng điểm đường Tân Phúc - Võng Phan được khởi công từ cuối tháng 11 năm 2023. Vậy đến nay sau gần một năm triển khai, dự án này có tiến độ như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu. Những km đầu tiên của đường Tân Phúc - Võng Phan, đoạn giữa xã Đoàn Đào và Đỉnh Cao, huyện Phù Cử, được thảm bê tông nhựa C19. Tuyến đường to đẹp 6 làn xe đã được hình thành. Những người dân địa phương nhồng hữu bày tỏ sự phấn khởi và tự hào. Thi công thì cũng thấy là tương đối nhanh. Trước kia là không biết đến bao giờ mới làm được, thì bây giờ đúng là trong mơ đấy. Tương lai sau này cái đường này là rất phát triển trong cái vấn đề công nghiệp. Đơn vị thi công đã huy động loại máy trải nhựa rộng tới 12 mét, nên chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn thành thảm nhựa 2 km đầu tiên. Nhà thầu Lizen cũng là đơn vị có tiến độ nhanh nhất với số vốn giải ngân đạt trên 330 tỷ đồng, vượt kế hoạch 14%. Còn tính chung của cả dự án thì sau gần một năm triển khai đến nay, 4 nhà thầu với 15 mũi thi công đã thực hiện được gần 650 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Để mà đạt được cái mục tiêu như vừa qua thì cái dàn máy móc thiết bị là Lizen đầu tư hiện đại nhất. Với con người nhân lực cũng đã trải qua kinh nghiệm các dự án cao tốc. Quan trọng nhất là Lizen đã chủ động về cái nguồn vật liệu. Thứ nhất là nguồn vật liệu cát, nguồn vật liệu bay và nguồn vật liệu đất K98. Thì Lizen đã hoạch định những cái mỏ và trữ những cái nguồn vật liệu để chủ động cho cái tiến độ này. Nếu mà có mặt bằng sạch trong năm nay thì Lizen sẽ phấn đấu là đưa dự án về đích vào tháng 6 năm 2025 thì vượt tiến độ so với tiến độ cam kết với chủ đầu tư. Đến nay, dự án đường Tân Phúc - Võng Phan đã được bàn giao trên 156 hectare mặt bằng, đạt gần 90%. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm nghẽn về mặt bằng, nhất là các vị trí qua khu dân cư cần phải tái định cư, các vị trí thi công cầu Cửu An, Tam Đô, Đoàn Đào. Khi các nhà thầu có sự nỗ lực đảm bảo tiến độ, thì công tác giải phóng mặt bằng còn được triển khai quyết liệt hơn nữa, nhất là dịp cuối năm, việc thi công gặp nhiều thuận lợi. Từ nay đến cuối năm thì huyện tập trung vào dự án đường Tân Phúc - Võng Phan. Đến thời điểm này chúng tôi đã đạt được hơn 90% diện tích giải phóng mặt bằng về đất nông nghiệp. Đối với đất thổ cư và nghĩa trang thì chúng tôi cũng đang thực hiện các kế hoạch để từ nay đến cuối năm có thể di chuyển được nghĩa trang của hai thôn An Nhuế và Duyên Linh của xã Đình Cao. Với tiến độ được đảm bảo, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên lần thứ 22 vừa qua, dự án đường Tân Phúc - Võng Phan được bổ sung kế hoạch vốn năm 2024 thêm 490 tỷ đồng. Đường Tân Phúc - Võng Phan có chiều dài trên 29 km, nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại nút giao Tân Phúc ở huyện Ân Thi đến cầu La Tiến và đường DT378, tức đê sông Luộc ở huyện Phù Cử. Phân kỳ đầu tư giai đoạn đầu làm đường chính 6 làn xe, giải dự trữ ở giữa rộng 30m. Đây là trục phát triển phía đông của tỉnh Hưng Yên, tạo đột phá cho sự phát triển của các huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cử. Dự án nâng cấp và mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên, đoạn đi qua địa phận tỉnh Hưng Yên khởi công từ tháng 8 năm 2021 và dự kiến hoàn thành năm 2025 với tổng vốn đầu tư 2.900 tỷ đồng. Dự án nâng cấp mở rộng khoảng 33 km trên nền đường cũ và được chia thành hai đoạn để thi công. Trong đó, đoạn 1 dài 14,5 km từ vòng xuyến huyện Văn Giang đến vòng xuyến Yên Mỹ. Các hạng mục như vạch kẻ đường, biển báo, đèn chiếu sáng và tín hiệu đã hoàn thiện. Tuyến đường chạy xuyên qua vựa cây cảnh, vùng trồng rau xanh thuộc các huyện Văn Giang và Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tuyến đường liên tỉnh cũng đi qua nhiều khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp Khoái Châu, Yên Mỹ 2, phố Nối B. Ngoài ra còn kết nối trực tiếp với vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội hiện đang xây dựng. Các phương tiện đã có thể lưu thông theo hướng Hà Nội - Văn Giang - Yên Mỹ. Ở chiều ngược lại, đường vẫn đang chắn bằng các ổ bê tông. Đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên có lắp đặt giải phân cách cứng bằng bê tông, được trồng thêm cây xanh giúp phân định rõ ràng giữa đường chính và đường gom. Đường liên tỉnh được thiết kế với 6 làn xe mỗi bên 3 làn, trong đó điểm nhấn là cầu vượt trên quốc lộ 39 với 8 làn xe. Cầu vượt này thành nút giao nối trực tiếp giữa tuyến đường liên tỉnh với tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình. Cầu vượt có 2 lối lên xuống. Điểm cuối giai đoạn 1 là ở vòng xuyến Yên Mỹ - Hưng Yên. Từ đây, các phương tiện có thể đi vào trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, một hướng khác về Hưng Yên và Thái Bình. Tỉnh Hưng Yên đầu tư gần 100 tỷ đồng cải tạo nâng cấp 3 tuyến đường tại huyện Ân Thi. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, kỳ họp thứ 22, quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp đường DH65, huyện Ân Thi, đoạn từ Nghĩa Trang Liệt Sĩ, xã Cẩm Ninh đến thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, với nội dung như sau. Điều chỉnh dự kiến tổng mức đầu tư trên 41 tỷ đồng, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư, trong đó ngân sách tỉnh hơn 25 tỷ đồng, ngân sách huyện Ân Thi đầu tư phần còn lại.
Thứ hai, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp đường DH65 huyện Ân Thi đoạn từ giao DT386 với DT376 mới với nội dung như sau. Điều chỉnh dự kiến tổng mức đầu tư trên 25 tỷ 600 triệu đồng, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư, trong đó ngân sách tỉnh 17 tỷ 500 triệu đồng, ngân sách huyện Ân Thi đầu tư phần còn lại. Thứ ba, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp đường DH60 huyện Ân Thi đoạn từ km 0+500 đến km 3+500 với nội dung sau. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự kiến gần 33 tỷ đồng, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư, trong đó ngân sách tỉnh hơn 22 tỷ đồng, ngân sách huyện Ân Thi đầu tư phần còn lại. Hội nghị lần thứ 33 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên diễn ra ngày 18 tháng 10, nhất trí thông qua chủ trương đầu tư xây dựng đường vành đai 3,5 đoạn từ DT378 đến quốc lộ 5 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kết nối với thủ đô Hà Nội qua sông Hồng. Đây là dự án nhóm B. Cấp quyết định chủ trương đầu tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Cấp quyết định đầu tư dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông xây dựng tỉnh Hưng Yên. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án 1.495 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Hưng Yên, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng trên 650 tỷ đồng, chi phí xây dựng cùng các chi phí khác trên 840 tỷ đồng. Diện tích giải phóng mặt bằng trên 57 ha, trong đó gần 12 ha để xây dựng khu tái định cư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 đến năm 2028. Điểm đầu tuyến từ km 1+224 giao với đường DT378, tức đê tả sông Hồng trên địa bàn huyện Văn Giang. Điểm cuối tuyến km 9+258 giao với quốc lộ 5 nhánh phải thuộc địa phận huyện Văn Lâm, chiều dài tuyến trên 8 km. Trong đó không nghiên cứu trong dự án đoạn từ km 5+360 đến km 8+155, dài gần 2,8 km qua khu đô thị Ocean Park 2 và 3 đang được Vingroup đầu tư. Chiều rộng mặt đường 16 m gồm 4 làn xe chạy và 2 giải an toàn. Hai bên có vỉa hè rộng 3 m mỗi bên. Tuy nhiên quy mô giải phóng mặt bằng theo quy hoạch là rộng 60 m. Các công trình trên tuyến gồm hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cầu vỉa hè, cây xanh và công trình kỹ thuật khác. Tuyến đường sẽ tăng cường kết nối giữa các trục giao thông quan trọng của tỉnh Hưng Yên là đường DT378, DT379, DT377, quốc lộ 5A, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường kết nối di sản dọc sông Hồng, tạo thuận lợi trong việc thu hút đầu tư trên địa bàn các huyện Văn Giang, Văn Lâm, nhất là phát triển các đô thị hiện đại. Trong tương lai, điểm đầu tuyến sẽ kết nối với cầu Ngọc Hồi qua sông Hồng và kết nối với vành đai 3,5 bên phía Hà Nội. Để khắc phục hạn chế về kết nối giao thông theo trục ngang hướng Đông Tây qua sông Hồng trong quy hoạch giao thông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thủ đô Hà Nội và tỉnh Hưng Yên sẽ có 5 cầu vượt sông Hồng được xây dựng để trực tiếp kết nối giữa hai địa phương. Tính từ phía thượng nguồn sông Hồng trở xuống, đầu tiên sẽ là cầu Ngọc Hồi trên đường vành đai 3,5 được xây dựng kết nối từ huyện Thanh Trì sang huyện Gia Lâm của Hà Nội và huyện Văn Giang của Hưng Yên. Dự án đang trong quá trình lập báo cáo tiền khả thi với tổng mức đầu tư dự kiến 11.700 tỷ đồng, trong đó trên địa phận thành phố Hà Nội là 8.960 tỷ đồng, địa phận tỉnh Hưng Yên là 2.740 tỷ đồng. Tổng chiều dài tuyến khoảng 7,5 km, trong đó trên địa phận Hà Nội dài 5,4 km, địa phận tỉnh Hưng Yên dài 2,1 km. Mặt cắt ngang 80 m gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp, đoạn đê tả sông Hồng đến cuối tuyến rộng 60 m, tốc độ thiết kế 80 km/h. Thiết kế vĩnh cửu bằng thép hoặc bê tông cốt thép giữ ứng lực. Cầu Ngọc Hồi kết nối với vành đai 3,5 từ quốc lộ 5 đi qua khu đô thị Ocean Park 2 và 3 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tiếp theo là cầu Mễ Sở nằm trên đường vành đai 4, dự kiến sẽ được khởi công trong năm 2025. Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14 km có điểm đầu giao với quốc lộ 1A, điểm cuối giao với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Cầu Mễ Sở có mặt cắt ngang 24,5 m, gồm 6 làn xe cao tốc, 2 làn hỗn hợp sẽ mở ra hướng đi mới cho phương tiện từ trung tâm Hà Nội đến huyện Văn Giang và ngược lại thay vì đi hướng cầu Thanh Trì và vành đai 3 như trước đây. Cầu Mễ Sở còn tạo nên sự kết nối giữa hai cao tốc Pháp Vân - Cầu Rẽ và Hà Nội - Hải Phòng. Cầu Ngọc Hồi và cầu Mễ Sở cùng kết nối huyện Văn Giang của Hưng Yên với khu vực huyện Thường Tín của Hà Nội.
xuôi về phía hạ lưu sẽ có cầu Đông Đinh bắc qua sông Hồng kết nối huyện Khoái Châu của Hưng Yên với huyện Phú Xuyên của Hà Nội. Hiện chưa có nhiều thông tin về cây cầu này, nhưng nhiều khả năng cầu sẽ nằm ở vị trí bến phà Đông Đinh hiện tại và nằm trên tuyến đường DT383 kết nối với nút giao Lý Thường Kiệt tại huyện Yên Mỹ. Bên phía Hà Nội, đường dẫn cầu này có thể kết nối với tỉnh lộ 73, sau đó nối với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình trên địa phận huyện Phú Xuyên. Cách không xa cầu Đông Đinh, về phía hạ lưu là cầu Trí Tân hay quy hoạch của Hà Nội gọi là cầu Phú Xuyên, cũng kết nối huyện Khoái Châu với huyện Phú Xuyên. Vị trí đặt cầu có thể tại khu vực Cảng Cát gần Chùa Cót, huyện Khoái Châu. Đây là cây cầu trên cao tốc chợ bến Yên Mỹ có suất đầu tư sau năm 2030. Tuyến cao tốc này có điểm đầu ở chợ bến giao với vành đai 5 Hà Nội, điểm cuối ở nút giao Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. 12 km cao tốc chợ bến Yên Mỹ qua địa phận tỉnh Hưng Yên được tỉnh xin chủ trương đầu tư trước với quy mô 4 làn xe và đang được ký hiệu là đường DT384B. Cuối cùng là cầu Mai Động có vị trí giáp danh giữa xã Mai Động và xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên và xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Cầu Mai Động sẽ nằm trên quốc lộ 38C là tuyến quy hoạch mới với hướng tuyến DT377. Đây là một trong những trục kết nối ngang quan trọng của Hưng Yên từ đường Tân Phúc Võng Phan đến đê tả sông Hồng và vượt sông Hồng kết nối với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. Như vậy, trong tương lai, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ có 7 cầu vượt sông Hồng. Hiện có 2 cầu là cầu Yên Lệnh và cầu Hương Hà ở thành phố Hưng Yên cùng kết nối với tỉnh Hà Nam. Theo quy hoạch tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên sẽ có 4 tuyến cao tốc chạy qua với tổng chiều dài khoảng 95 km. Vậy đó là những cao tốc nào? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng CT04. Tuyến có điểm đầu vành đai 3, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đến điểm cuối cảng Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Hưng Yên có điểm đầu km 6+200 thuộc địa phận xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, điểm cuối km 32+750 thuộc địa phận xã Bãi Dậy, huyện Ân Thi, chiều dài khoảng 26.55 km, quy mô 6 làn xe. Cao tốc này đang được vận hành và là một trong những tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam. Cao tốc vành đai 4 CT38, tuyến có điểm đầu đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đến điểm cuối cao tốc Nội Bài - Hạ Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên, điểm đầu xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang giáp danh với thành phố Hà Nội, điểm cuối xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm giáp danh tỉnh Bắc Ninh, chiều dài khoảng 19,3 km, quy mô 6 làn xe. Đường lõi cao tốc của vành đai 4 sẽ sớm được khởi công, còn đường song hành hai bên đã được tỉnh Hưng Yên triển khai xây dựng từ cuối năm 2023. Cao tốc chợ bến Yên Mỹ CT14. Tuyến có điểm đầu chợ bến giao với vành đai 5 Hà Nội đến điểm cuối Yên Mỹ giao với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hưng Yên. Đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Hưng Yên, điểm đầu xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, điểm cuối giao với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại nút giao Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, chiều dài khoảng 12 km, quy mô 4 làn xe, giai đoạn sau 2030. Tuy nhiên, tỉnh Hưng Yên đang xin chủ trương đầu tư trước đoạn đi qua địa bàn tỉnh. Đoạn này đang có phiên hiệu là DT384B. Cao tốc Hưng Yên - Thái Bình CT16. Tuyến có điểm đầu giao đường vành đai 4 tại Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến giao đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Hưng Yên được nâng cấp từ tuyến DT379 và đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. Điểm đầu tuyến từ nút giao với vành đai thuộc xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, điểm cuối xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, chiều dài khoảng 37,1 km, quy mô 4 làn xe, giai đoạn đầu tư sau năm 2030. Tuy nhiên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hưng Yên sẽ phấn đấu sớm nâng cấp đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh lên thành cao tốc vào năm 2025. Thực tế, hiện nay, đoạn tuyến DT379 đã được nâng cấp 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, còn đoạn tuyến đường nối hai cao tốc cùng đường bên đang khai thác lên tới 10 làn xe.